Kính thưa quý vị, từng là niềm tự hào của nhiều nhà đầu tư, nhưng trong những tháng gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều biến cố lớn khi nổi lên một số vấn đề tiềm ẩn và phát sinh nhiều sai phạm. Không chỉ khiến bản thân nhiều nhà phát hành vướng vòng lao lý mà còn trực tiếp gây rủi ro cho các nhà đầu tư và đe dọa đến tình hình an ninh, tài chính, tiền tệ trong nước. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu hình thành ở Việt Nam từ những năm 2000, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự hoàn thiện về khuôn khổ pháp lý. Từ năm 2011, thị trường trái phiếu bắt đầu phát triển tạo đà cho sự tăng trưởng của thị trường trái phiếu những năm sau đó. Đặc biệt, từ năm 2017, thị trường trái phiếu Việt Nam thực sự trở nên sôi động với những thương vụ phát hành trái phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đến từ các doanh nghiệp như VP Bank, Vingroup hay Thế giới Di động. Chúng ta biết rằng thị trường chứng khoán và nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng đã có một cái sự tăng trưởng vượt bậc trong những cái năm vừa qua. Đây là một vài con số chung để chúng ta thấy rằng cái quy mô của thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu ra sao. Trước nhất là về thị trường vốn thì đã lên đến 134,5% GDP trong thị trường vốn. Thì chúng ta có thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu. Thì thị trường cổ phiếu chiếm một tỷ trọng là 93,8% GDP. Và thị trường trái phiếu chiếm đâu đó khoảng 16,4% GDP. Tính cho đến cuối tháng 9 2022. Thì cho thấy những con số này cho thấy rằng thị trường chứng khoán nói chung và thị trường trái phiếu đã chiếm một cái tỷ trọng tương đối lớn trong nền kinh tế. So với lại thị trường tín dụng tức là tất cả những cái khoản nợ trong hệ thống ngân hàng, thì thị trường tín dụng chiếm một cái tỷ lệ là 131,8% của GDP. Thì tức là thị trường vốn bao gồm thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu có một cái tỷ trọng trên GDP tương đương với thị trường tín dụng. Thì đây là một cái con số rất đáng kể, và tổng dư nợ ở trên thị trường vốn, thị trường tín dụng nợ thì đâu đó vào khoảng 11,6 triệu tỷ đồng. Thì cũng là con số tương đương với tổng thị trường vốn bao gồm thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu. Và riêng thị trường trái phiếu thì trong những cái năm vừa qua tăng trưởng ở cái mức độ 30-40% mỗi năm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022, nhất là từ thời điểm tháng 9 năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận tình trạng gió đổi chiều khi hàng loạt những cái tên lớn trên thị trường như Tân Hoàng Minh, một số công ty của tập đoàn Lois Holding và mới đây nhất là Vạn Thịnh Phát thuộc diện điều tra khi dính vào những sai phạm trong lĩnh vực hoạt động và chào bán trái phiếu ra thị trường, khiến bức tranh nền kinh tế rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu phục hồi như mong đợi. Cái nguyên nhân nào đưa đến cái sự khủng hoảng? Thì tôi nghĩ rằng hai cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là một số những nhà phát hành trái phiếu đã lạm dụng cái lòng tin của nhà đầu tư để phát hành ra những lô trái phiếu rất lớn, khổng lồ. Và đến cuối cùng họ đã không sử dụng tiền của nhà đầu tư, tức là trái chủ, cho những cái hoạt động, những dịch vụ, những phi vụ mà không đúng theo với cái mục đích họ đã cam kết. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là do cái sự tin tưởng của các nhà đầu tư một cách nó quá đáng vào những lô phát hành trái phiếu lớn lao như vậy, qua những cái có thể những cái chiêu trò của các nhà phát hành, từ cái việc mà tăng cái tên tuổi, đánh bóng cái uy tín của mình lên để tạo một cái sự tin tưởng cho nhà đầu tư, rồi lại dùng đến đòn bẩy lãi suất, tăng lãi suất lên một cách cao để mà hấp dẫn các nhà đầu tư. Thành ra có thể cả hai phía là sự lợi dụng, sự lạm dụng của nhà phát hành và sự tin tưởng quá đáng của nhà đầu tư, trong khi thì khung pháp lý của phát hành trái phiếu còn rất là thiếu sót và mỏng manh.
Từ những nguyên nhân tạo nên sự biến động chưa từng có tiền lệ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã kéo theo nhiều hệ lụy, mà nghiêm trọng nhất là sự quay lưng từ phía các nhà đầu tư và trái chủ. Điều này không chỉ tác động đến đà phục hồi nền kinh tế nói chung mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng trong những quý đầu năm 2023. Do đó, việc lấy lại niềm tin của người dân vào thị trường hiện nay được xem là giải pháp cấp thiết và mang tính sống còn nhằm góp phần phục hồi kinh tế. Chắc chắn là sẽ có nhiều những cái giải pháp mà chúng ta có thể toan tính đến để mà lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư. Trước nhất, nhìn vào Nghị định 65, thì trong Nghị định 65 đó có những cái quy định các nhà phát hành có thể mua lại trái phiếu của mình nếu mà được yêu cầu. Thì các nhà phát hành nên tìm cách để mà mua lại trái phiếu cho các nhà đầu tư đó trên cơ sở thương lượng, trên cơ sở đồng thuận giữa nhà phát hành và nhà đầu tư. Tuy nhiên, Nghị định 65 cũng đưa ra một cái ràng buộc là các nhà phát hành nếu mà được nhà đầu tư yêu cầu mà nhà phát hành trong quá khứ đã phát hành những trái phiếu sai quy định thì nhà phát hành buộc phải mua lại trái phiếu nếu được các nhà đầu tư yêu cầu để lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư. Thì các nhà phát hành nếu thấy rằng mình đã có những cái sai phạm trong quá khứ thì nên thu xếp vốn để mà trả lại tiền cho họ. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là hiện tại thị trường vốn hiện tại đang rất khó khăn và eo hẹp. Chúng ta biết rằng Ngân hàng Nhà nước vừa mới ban hành cách đây vài ngày là Ngân hàng Nhà nước sẽ nới rộng chỉ tiêu tín dụng. Cái chỉ tiêu tín dụng trước nó có hai cấu phần. Một cái là cái trần tín dụng là 14% cho toàn hệ thống ngân hàng, và Ngân hàng Nhà nước sẽ nới lên đến 15,5 cho đến 16%, tức là tăng cái trần tín dụng lên 1,5 đến 2%. Rồi dưới cái trần tín dụng được nới ra thì Ngân hàng Nhà nước sẽ phân bổ room tín dụng bổ sung cho một số những ngân hàng. Và nếu mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện cái hai chuyện đó thì có thể ngân hàng sẽ còn rất nhiều những cái không gian có room tín dụng để mà có thể hoạt động tín dụng trong mấy tuần tới. Bên cạnh những chính sách và nhóm giải pháp đồng bộ được đưa ra nhằm kéo cánh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thì việc hoàn thiện hệ thống khung pháp lý và hoạt động phát hành trái phiếu hiện nay được kỳ vọng là yếu tố tiên quyết tạo đà phục hồi và phát triển một cách bền vững cho thị trường này. Trước đây 2 năm thì có Nghị định 153 về phát hành trái phiếu riêng lẻ. Thế nhưng mà rồi, chúng ta đã nhìn thấy là có nhiều cái sơ hở ở trong Nghị định 153, và trong năm nay vào khoảng tháng 9 thì Bộ Tài chính đã đưa ra một cái nghị định mới là Nghị định 65 bổ sung Nghị định 153. Thành ra không những là các thành phần ở trên thị trường đã không ổn, rồi cái khung pháp lý của chúng ta cũng không hoàn thiện. Và tại thời điểm này tôi nghĩ rằng ngay cả Nghị định 65 cũng đang cần được xem xét lại và bổ sung ở nhiều điều khoản. Kính thưa quý vị, để thị trường có thời gian điều chỉnh lại và doanh nghiệp có thể cân đối nguồn tiền trong ngắn hạn, góp phần vượt qua giai đoạn khó khăn về thanh khoản như hiện nay, Bộ Tài chính đã có dự thảo tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ, quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế với một số nội dung đáng chú ý như sau. Theo đó, thứ nhất, về quy định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Nghị định số 65, Bộ Tài chính trình Chính phủ hai phương án nhằm giúp thị trường có thêm thời gian để điều chỉnh và có thể duy trì cầu đầu tư trái phiếu từ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản thị trường gặp khó khăn như hiện nay. Thứ hai, giãn thời gian thực hiện trong vòng 1 năm đối với quy định yêu cầu xếp hạng tín nhiệm bắt buộc. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ thực hiện quy định này. Đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra công chúng, vẫn thực hiện theo lộ trình tại Nghị định số 155/2020, phải xếp hạng tín nhiệm từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thứ ba, giãn thời gian thực hiện trong vòng 1 năm đối với quy định giảm thời gian phân phối trái phiếu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ thực hiện quy định này.
Trước đó, Nghị định 65 quy định thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày. Thứ tư, bổ sung quy định cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ thì được gia hạn. Thời gian gia hạn tối đa là 2 năm. Việc gia hạn trái phiếu phải được các chủ sở hữu trái phiếu đại diện trên 65% tổng số trái phiếu lưu hành chấp thuận. Cuối cùng, bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp có thể chuyển đổi trái phiếu thành khoản vay hoặc các tài sản khác để thanh toán gốc lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật liên quan.